có đi phơi nắng không mà thằng Nha không đi em. Trừ á, khó khó con đi là con đeo cũng tròn mà đây nè, mà nó này cũng đeo biết cái ngày luôn là kỹ lại giúp chị là nha. Dạ. Yeah, không có đeo chứ không, không mặt thì mụn cũng không nhiều nhưng mà thằng Nha lại nhiều nè. Con ngủ cái gối là con phải nấu mại, con mua thêm mấy cái vỏ gối nữa. Là con ngủ một ngày nữa là con lọc cái vỏ gối nó ra, con thay cái vỏ gối khóc, hiểu không? Để cho nó không có do mình đong bị viêm, không muốn hết viêm nó đã là mình gấu hơi bữa cũng được. Khẩu trang là phải đeo thay đi ra là gì cái là thay liền, dục ra đeo khóc, hiểu không? Mà hắn giỏi ghê chị, em nặng rồi đó, rồi là hơi bị giỏi rồi đó. À, một ông nhiều lắm. Tham đi là cả 3 ngày sau là con thấy cái mặt con rửa lẫn lót, cái miệng. Chưa đâu chị. Đấy. Chưa đâu. Nhưng mà đỡ cục cục cho nó. Đỡ hơn xíu. Chờ diễn rửa làm sao em cái mặt thấy chứ, đỡ cục chứ. Chứ mấy bữa là rửa lẫn nhốt đúng không? Ừ, chờ là về rửa hết cho nó, đỡ. Nói chung đỡ ít thôi chị, chưa đâu. Nói chung là làm cả hai lần nữa mà ổn được. Buổi sáng á, chị đi ra buổi sáng đỡ đông hơn á chị Thu. Ừ. Mới đi đám dỗ cái gạt quà cạn á, ông đuối cái chở em đi ra đây chứ. Mấy bữa về ông đuối mà về chị không để ý. Ừ. Tháng cũng đi học biết mình đi mình có để ý vô mặt tháng nào. Mà chị mà về tháng chừng mà về mình thấy ơ mà bạc mụn là tao lâu đi hết. Nhìn nó khó chịu quá. À, vô Hội An mà cái gì? Lòn, hắn nạn cái máu nó là nhẹ lắm mà nạn. Nhẹ cái mạc lắm. Tuy hắn đau xíu mà rất là nhẹ. Nhưng mà nạn nó một mớ bụng nữa chứ lòn. Phải không? Mũ nhiều quá mà em thấy đau quá này là em để bữa sau nặng thêm ấy chứ. À, là chưa lấy hết à? Chứ mô mặt hắn còn nhiều lắm. Mà sợ ăn xỉu. Chị lo còn lâu. Ba, em chấm cho hắn mấy cái chảy nước rồi chấm gì. Hãy chờ mình từ từ đi. Mày quá đi. Chị đặt này cũng tiêu khủng chị đó. Ừ. Em làm nhiều tiền không? Đó, tiêu khuẩn đó. Tiêu khuẩn là nó hay lắm chị. Bữa nãy không sắp rồng lại hả? Em má nước muối rồi đó. Vào nước muối thôi chứ cái gì đâu sắp rồng. Để mai rồi rửa. Nhớ ngày túi này gì không rửa mặt, không đụng nước mai nhỉ. Mai rửa cái bằng nước. Mua nước muối về rửa không lo. Không rửa bằng nước uống á. Nước sạch á. À. Màu dạ. Là nó sau để nguội. Trừ á là con không dùng bằng cái nước lạnh ha, vì do con viêm rồi. Hai ngày sau là dùng nước lạnh vô tư. Là giờ trừ là con gì con nấu nước sâu để nguội. Không lấy nước uống mình kìa chứ nấu chị giật cực. Không không không, nước nó đã sạch rồi vậy, nước mà nước uống nước trong bình trong chai là rửa được rồi, đừng lấy nước máy trực tiếp thôi, lấy nước máy cũng được mà thôi sợ không viêm. Nước ở nhà thì sạch nhưng mà nấu nước sâu thì ok hơn hơn cái nước mà bình á, bình họ bón cái tối ngọn mười ngọn chứ không bình để được lo vi nó mới. Chứ là lấy lò vi rửa đây chẳng sao. Cũng vậy con lấy nước nhà mình á, con nấu sâu con để nguội, thấy không? Không được pha, không được lấy nước. Trời nấy nguội liền mà. Không được lấy nước lạnh nào rửa ngay, nước trong tô lấy ngay, phải nấu sâu để nguội. Thì khó này, mà chờ cái túi gì có rửa hay là sáng mai mới rửa? Mai đi. Chờ con về con nấu con để nguội trong cái xô sạch á. Cái sáng mơ con dạy con rửa đó là đừng rửa nước đó, con rửa nước nó cả hơi ngày không cần nặng cái mặt ở trên lầu nãy vậy nè. Cái mụn liền quá kìa, nhức cái móng chứ sáng nó cần là rửa móng nhức cha rồi hả. Cái con rửa cái bài cho em nó bô kem luôn nha Uyên.
đây nữa là mình qua đây à. Nếu mà con dám gì nữa trời. Ốm rồi Thu ơi. Ừ. Ốm rồi. Đã uống trong khỏe. Uống khỏe lắm lo. Uống cài cả ngày cũng được. Ôi chú trời ơi Hiếu ơi, Thu Hiếu ơi. Đồ nó chỉ có quá trời rồi mà mua cho chi nữa. Đồ chị nhiều rồi. Alo. Đồ chị Thu nhiều lắm. Đồ chị Thu nhiều lắm. Đừng có mua tặng chị nghe. Tặng đâu ạ? Chị đang ở Đà Nẵng có việc. Dạ hả? Ừ. Ở đây cũng có bạn về nó có chạy Ấn Độ vô nè. Thôi, đồ chị nhiều lắm, mà vừa rồi chị mấy cô nó cũng mua cho chị rồi. Dạ hả? Ừ, mà chị quan báo em. Chứ đừng có mua tốn tiền, đồ quá trời luôn. Đi spa đâu ạ? Giúp spa à, đi spa. Đi ra làm đầy. Làm bằng hả? Ờ, thấy đầy phải không? Đi đầy phải không? Ra không thấy em ra, lao đi không thấy em ra. Tết này chắc rớt ra đó. Tết rồi là chứ. Em đang, alo. Ờ, nghe đây. Mọ thấy yếu hay mọ mình yếu, mọ nó mọi yếu. Cho con nghỉ xíu. Cho con nằm xíu đi chứ không. Xíu đi, giãn xíu nữa mày. Chờ em uống miếng nước đi. Chờ xin chờ ly nước uống cho. Về con uống nước nhiều vô. Mắc nước kìa. Gồng lại chân ra mồ hôi nước. Lo thì ngày uống được đi.
đợi xíu. Đẹp quá à. Không, chị Thu lấy cái mũ á. Lấy mũ á. Không không không, của con câu là hắn 5 năm rưỡi thôi. Kem bột luôn á. Chị Thu cố gắng hãy cho đi giùm em nghe. Nói thằng câu á là lấy cái số của em á, 230 với lại 550. Tổng. Dạ, ví dụ như là có thời gian thì nói chung cái nào hợp lý thì chị đi thôi, tuần đấy 10 ngày. Không chị, 3 ngày là làm lại được rồi á. Cái lâu con Dương kéo nghe. Có 2 cái trận. 3 ngày là làm lại được rồi. 3 ngày à. Nhưng mà ý thì do ở xa nên là em cái tuần 10 ngày chứ đó. Dạ chị.